Bà sư đây bọn bố nhạc sắc xa tặng ngọc này và sắp khu mực căn cả tu sân á này mê riêng để tựa tôn chung mùi nâng ca sắc xa từ lưu vị trí cổ khám ai rồi bỏ chìa mà tỏa tiệt. Bà thằng này cứ khi nhóm bạn nâng lược dụng nữ vị trí cổ khám ai dưỡng này bẹp bọn chung mùi nâng kỳ giá sốt hay nâng kỳ giá hết và đại đời xa tại miền xâm nôm bố bì và bọn bố nhạc sắc xa trong khi nhóm thuê cả phần dưỡng của đối chìa lược nữ mê riêng này một thuê cả bằng hàng. Ở đây chúng ta dùng tu sân tiện tôn cho mình đang mê riêng cái giá sốt nâng cái giá hạt này tăng ọc này. Và đây nếu không mê riêng này cái giá sốt nếu cơ mà nâng cái giá hạt ấy cứ nhầm xong thuê cả bằng hai đòi dư rụm lực từ lưu bằng này chạy này cái giá chi buồn sân á. Và đây dựng đang hai tháng trong buộc cái giá cứ bài chạy trên chi bằng bụi bụi hết. Và đây tìm mối cứ cái giá sạc cắm và đại dựng bằng sạc xa rồi hỏi. Để kỳ giá sạc cắm cứ chìa kỳ giá đại trời ca cầm một bọn. Và hai việc trời bán bánh chạy chìa bì bộ phê tiết. Và cứ kỳ giá sạc cắm tốt nâng kỳ giá sạc cắm bình tốt. Và hai tí bí cứ kỳ giá ạ cắm. Và tí bấy cứ kỳ giá chùm nón. Và đại kỳ giá chùm nón ní. Và cứ miền biệt hà chìa, khai chìa, prai chìa, tạch chìa ấy chẳng tới. Và nâng cứ chìa kỳ giá chùm nón. Hai tí bốn cứ kỳ giá chùm nùi. Đây nó không có giá chùm nuôi ní cứ dương miền bài chạy chìa bay bập hết. Tì mối cứ chùm nuôi bằng pính. Và tì bí cứ chùm nuôi tiếng đáu. Hai tì bay cứ chùm nuôi đáu mà kể ra giá. Và chứng nó không có giá tì bàm dưỡng cứ chìa kể giá sốt. Mà ai chùm này ai bập hết tì bà mối cứ chìa kể giá hẹt ní tại bà đồ. Và chứng dưới ba sắc xa ta lưu buôn kể giá rùi bậc hói. Tại nơi tì bàm tì bàm mối cứ chìa kể giá sốt nâng kể giá hẹt ní cứ dương ở toàn bàn sắc xa. Đối chứ nế, có mọi khăn bí dũ, đào dương score nơi bậc hết kỳ giá rùi bậc hói, dương tầm mưa tầm lưu kỳ giá sốt, nâng kỳ giá hát bằng to tầm tiệt. Và anh chân, ní cứ chia này dù mình nơi kỳ giá sốt. Và đại chân bản đạo lịch mùi ní cứ tiện tương cho mình kỳ giá sốt, và quay tới chia kỳ giá sốt. Và kỳ giá sốt cứ chia kỳ giá đai sầm đai ổng bử, rộp bọc Phật Thiến, đại thư là đòi khuôn ảy bất tuổi. Và bà này thao viên sầm đai sẽ cầm hiếp rồi bỏ bật hiến đầy khuôn ảnh. Mà chứng nhận mưu thà ta kỳ giá sốt này miễn bị kỳ khá. Chúng phụ kỳ giá sốt cứ ruộm miễn bị đối chìa hô, phạc, si, đa, đê, chô, ổng côi, rùa. Rồi gọi đốt, cắp, bởi dứt, bởi trắng. Mà ở sổ sửu dươi bồm ở chìa đàm hay nằm miễn bị chìa ra hơn tiệt đầy chìa kỳ giá sốt. Mà hay dương mưu tự ngọt này mà thà ta kỳ đạo tự hò này. Đã bây giờ chúng ta lưu cái giá sọt này. Thả ta vì chiếc cái giá đại xâm này. Ông bơ rồi bảo bảo thiên. Đại thư lạc được luôn này. Tôi giảng đời mình đấy. Đối chìa ưu tử hoa dưỡng. Cứ cái đã tha sụp phí hộp bài. Và chúng ta sụp phí này. Cứ chìa bật thiên. Hộp cứ chìa cái giá. Đại chìa cái giá sọt. Hay bài này cứ chìa niềm. Và dưỡng sụp phí hộp bài. Chúng ta bị tha sụp phí hộp bài. Cứ bị hộp. Cứ chìa cái giá sọt. Và đại xa ấy. Đại xa tay vì chìa cái giá đại xâm này. Ông bơ rồi bảo bảo thiên. Và cứ sụp phì để quạt bán hộp bài, để quạt bán hộp. Và hộp này quạt thư sẽ cầm hiếp này cả hộp. Và đây luôn quạt, và ở miền bà cô là màu bình chìa quạt rồi có miền sẽ cầm hiếp em xe thì cứ quạt hộp bài nè. Chứ giờ ai đâu đã bị hộp để chìa đa, để chìa đây, để chìa ở chỗ, chìa ở côi ấy chìa đa âm tức. Cứ miền đây thay quạt thư sẽ cầm hiếp, này bị tặng ngọt nút cứ chìa kệ giả sọt. Và chứng như mưa môi tiệt, ưu tử hoa thang kỳ thạc cô si smau. Chứng bị smau, xâm tốt bị si, cứ chia kỳ giả sáp, bị cô, cứ chia kỳ xóm niếm, nguồn niếm. Bị smau, cứ chia niềm, và chứng niềm thì bì, và smau này. Chứng bị si này, và bị si này cứ chia kỳ giả sọt, cứ chia kỳ giả đai xâm đai ông bử. Rồi bọc bật hiền, cứ cổ, cố quạt thua sạc cảm hiếp này, đại quạt thua sạc cảm hiếp cứ si đằng ai. Mà đại khuôn quạt cứ si đại khuôn quạt nè. Và ok chân ni cứ chia ca bình dối từ lứa cây giả sọt mà hay sẽ không thay dối từ lứa cây giả sọt ní. Và chân dương thật chạm bịa để chia cây giả sọt phóng là mấy dương dây sụt trong cả tay để có rộp nơi là bà. Và chân dương thật chạm tha cây giả thò mà đá cứ chia cây giả sọt nên đôi chia đầy đá tròn côi chơi riêng rò mấy nó cứ sọt là chia cây giả sọt hỏi rô vía xâm đai sẽ cầm một hiệp đòi bật hiền. Vừa thoa tha sọc chơi riêng chùm riêng ấy chân tử. Mà chẳng đá sốt cầm nạp chẳng sốt nâng.
và sốt nâng có chia cái giả đài và chuyên chùm riêng chuyên cứ chia cái giả sốt đuôi khỉa phù ấy biết xâm tái ông bơ đòi bật thiên nhạc chuyên mà bật thiên và nhạc thuê ông bơ nâng. Ok chân dương mưa bằng tó từ lư chùm nói tì và chùm nói này tì mùi này bằng tó cứ dương chất nánh cứ dương bơ từ lư ưu thò nâng cái thà bịa hộp hay nâng bịa xí này cứ chia cái giả sốt ព្រោះវាសំដាយអំពើដោយផ្ទាល់របស់ប្រធានបាទគឺសុភីគាត់ហូបហើយនឹងគូស៊ីណាបាទអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាប្រធានវាសំដាយអំពើដែលខ្លួនឯងគឺពីណាអ្នកហូបគឺសុភីបាទសុភីអ្នកហូបហើយស្មៅត្រូវបានពីអ្នកស៊ីគឺគូអ្នកស៊ីគូអ្នកធ្វើសកម្មភាពលើស្មៅនឹងបាទទី 2យើងមើលទៅលើកិយាហេតុបាទអ្វីទៅជាកិយាហេតុ កិយាហេតុគឺជាកិយាដែលសំដាយអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែជាហេតុប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាសំដាយអំពើដែរបាទរបស់ប្រធានដូចគ្នាតែវាធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែជាហេតុប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមើលថាតើកិយាហេតុមានពាក្យគេខ្លះសិនបាទអញ្ចឹងកិយាហេតុគឺរួមមានពាក្យដូចជាបង្ហើបបាទពន្យឺតបាទពង្រឹងពន្លូតពន្យាបន្ថយបន្ថោក បាទបន្តោបញ្ឈប់បាទបន្ទាប់បន្លឹះបាទឬក៏បន្លិចផ្សាយបាទផ្អាប់រំលាយហើយនឹងពាក្យកំតិចបាទអញ្ចឹងចំពោះពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាកិយាហេតុតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមើលថាតើជាកិយាដែលសម្ដែងអំពើរបស់ប្រធានដោយធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាហេតុយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលទាំងអស់នេះដូចជាពាក្យបង្ហើបពាក្យពន្យឺតពាក្យ បញ្ឈប់ពាក្យអីទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគេហៅថាអីអូខេអញ្ចឹងវាមានកំណើតយ៉ាងម៉េចដូចជាអានឹងគេហៅថាកិយាខ្លាយណាដូចជាពាក្យបង្ហើបវាមកពីណាវាមកពាក្យថាហើបបើហើបទៅជាបង្ហើបអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាកិយាខ្លាយបាទដូចជាពន្យឺតវាមកពាក្យថាយឺតអញ្ចឹងអានឹងគេហៅកិយាខ្លាយអញ្ចឹងកិយាខ្លាយវាខ្លាយមកពីកិយារបស់វាគឺដូចជាពន្យឺតគឺមកពីពាក្យថាយឺតពង្រឹងមកពីពាក្យថារឹង បាទដូចជាបញ្ឈប់មកពីពាក្យថាឈប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាកិយាខ្លាយដែលវាខ្លាយចេញពីកិយាដើមរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើកិយាខ្លាយនឹងខ្លាយយ៉ាងម៉េចហើយបាទកាលណាដែលយើងដឹងថាកិយាណាដែលជាកិយាហេតុបានគឺដោយសារតែកិយានោះគឺគេហៅថាកិយាខ្លាយណាបាទអញ្ចឹងកិយាដើមរបស់វាឬក៏យើងហៅថាកិយារឹះបាទកិយារឹះក៏បានកិយាដើមក៏បានឬក៏កិយា គេយ៉ារឹះក៏បានគេយ៉ាដើមក៏បានឬក៏គេយ៉ាគេសុតក៏បានដែរដែលវាដែលពាក្យហ្នឹងគឺវាមកពីនឹងណាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍តែម្ដងដូចជាពាក្យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងពេលសិក្សាអញ្ចឹងបន្ថយនេះវាមកពីពាក្យថាថយបាទមកពីពាក្យថាថយអញ្ចឹងវាសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានន័យថាវាជាសកម្មភាពដែរបាទធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាហេតុយើងមើល សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះកិយាទាំងពីរនេះទី1គឺកិយាសុតបាទអញ្ចឹងគឺថាកិយាសុតវាស្រួលយល់ជាងកិយាហេតុកិយាសុតគឺជាកិយាដែលសម្ដែងអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងមានន័យថាកិយាធម្មតាធម្មតានឹងគឺជាកិយាសុតហើយបាទដូចជាខ្ញុំដើរអញ្ចឹងដើរនឹងគឺជាកិយាសុតបាទដោយសារវាសម្ដែងអំពើនៃប្រធានខ្ញុំពីមុខបាទ ហើយមួយទៀតគឺកិយាឯកេផងប្អូនដល់គ្នាគឺកិយាហេតុគឺវាជាកិយាដែលសម្ដែងអំពើរបស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែជាហេតុតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺបញ្ឈប់ដូចជាពាក្យបញ្ឈប់មិញអញ្ចឹងគឺថាសំបញ្ឈប់ការខ្ជិលរបស់វាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ឈប់នេះគឺជាពាក្យដែលកើតចេញពីពាក្យឈប់អញ្ចឹងពាក្យបញ្ឈប់គឺជាកិយាហេតុបាទវាមិនមែនឈប់ទេតែវាគ្រាន់តែជាហេតុដែលធ្វើឲ្យឈប់ ដែលកើតចេញពីឈប់ណាបញ្ឈប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺយើងយល់ហើយហើយពាក្យដែលជាកិយាហេតុគឺយើងត្រូវចងចាំផងគឺជាពាក្យដែលកើតចេញពីពាក្យឫសពាក្យកិយាឫសបាទដែលគេហៅថាពាក្យទាំងអស់នេះដែលគេហៅថាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងពាក្យបង្ហើបពាក្យអីទាំងអស់នេះគេហៅថាកិយាកិយាហេតុថាកិយាខ្លាយណាបាទ គឺជាពាក្យកិយាខ្លាយបងប្អូនអ្នកបាទ
hay cái giá khai nó cứ chia ấy kì và cứ chia cái giá đại ca tranh bí bị rư nhé tranh bí bị rư được có quân đợt liếm đại ca la đói cầm lại tại ấy cầm lại nó cứ biến cầm lại để phần đáp đáp hay nên cầm lại để phần đáp chê chẳng ai đối chí ưu thọ thả bóng pro bình dùl cần đất bị chia đó là ôn chẳng cho chẳng bình dùl mà bị thả dùl chẳng bị bình dùl nó cứ chia kệ giá khai hay có vị chia kệ giá hẹt phòng đài đó và xong bà chị ạ lại nâng bằng nâng hơi video này cứ trở bằng chọc tâm lý hay bà sân bà miên chung ngọt ấy để tiện tôn cho mùi nâng cái giá sọt cái giá hại này xong với cả comment xong nâng với cả bằng dùl tự lưu mùi chùm đuôn chùm đuôn mùi chùm đuôn đại bộ bộ đó nè toàn dùl và ạ cun bà hơi có xong tốt đáy bà sân bà dương bằng dùl tới riêng đã là ưu lấy tạch tuyết và rồi có khó chứ có đoàn nào mà xong rồi bà xong bà chị xảy và ạ cun xong chùm đuôn lìa bà.